Cô khu miền Tây mến chào khán giả. Chúc khán giả một ngày mới được tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay mình có mặt ở bờ kè có dòng kênh Chợ Gạo, mình quay những xà lan đẹp chạy lên dòng kênh chợ gạo cho khán giả anh chị các bạn cùng xem cho vui nha. Đây có chiếc ghe nhỏ chạy về hướng miền Tây. Thật là nhanh luôn khán giả. Trời, giờ sắp chuyển mưa rồi, tối thuốc rồi. Đây có chiếc container rất là đẹp nha khán giả, chạy vượt qua cầu dây Chợ Gạo rồi chạy ngay chạy dòng kênh Chợ Gạo về hướng miền Tây nha khán giả, chạy về dòng sông, chạy về tàu lạch biểu Bến Tre, về sông Mê Công khán giả, hoặc về dòng sông Tiền. Mà xuống xà lan này thì ít có về dòng sông Tiền, đa số là về dòng sông Mê Công nha khán giả. Đây, chiếc container rất là đẹp luôn. Và chỉ mưa tới luôn. Chiếc container này màu sắc rất là đẹp luôn. Chiếc container chạy về hướng miền Tây như khán giả. Và chỉ mưa rồi chạy rất là nhanh luôn. Đây có chiếc ghe sắt chạy không luôn khán giả, thì rất là nhanh, trời sắp chỉ mưa tới rồi. Đây có chiếc ghe nhỏ là chạy về hướng miền Tây luôn, rất là nhanh luôn khán giả. Chiếc ghe sắt thì chạy thật là nhanh luôn, trời sắp chỉ mưa tới rồi, rất là ổn luôn. Có chiếc xà lan chở cát thật là lớn nha khán giả. Ghe cát này chạy về hướng Long An. Chiếc ghe cát của An Giang cho khán giả chạy về hướng Long An. Đây là có chiếc ghe nhỏ chạy về hướng miền Tây. Rồi chuyển mưa rồi nha khán giả. Trời sụp chuyển mưa rồi, hơi tối. Chuyển quá, chuyển đen rồi. Mình bà cuộc vui miền Tây, mình có đôi lời gửi đến khán giả, chúc khán giả anh chị và các bạn được tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và mình rất là chân thành cảm ơn khán giả trong thời gian qua, khán giả anh chị và các bạn xem video và đăng ký kênh, luôn mãi đồng hành với mình. Vì sự thương mến của khán giả anh chị và các bạn, mình rất là chân thành cảm ơn. Chúc khán giả anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, luôn mãi đồng hành với mình, cho mình quay những video đẹp và đăng tải lên cho khán giả anh chị các bạn cùng xem cho vui nha. Nước lớn, xà lan chạy cũng rất là nhiều nên khán giả, mà trời sắp chuyển mưa rồi, không biết có quay được bao lâu không đây nữa.
Nhiều khi một lát trời mưa là mình chạy luôn không quay được. Rồi chuyến mưa đen rồi. Trời chuyển mưa nhưng mà xà lan chạy rất là đông nha khán giả. Xà lan ở hướng Long An chạy vượt cầu Chợ Gạo, cầu Dây chạy về ở hướng miền Tây rất là nhiều luôn. Xà lan này chạy về hướng cầu Rạch Miễu Bến Tre nha khán giả. Chạy về dòng dòng sông Mê Công, dòng sông Tiền. Trời chuyển mưa xà lan chạy quá chừng nhiều luôn. Này xà lan hầm những khán giả chạy rất là lẹ luôn, chuyển mưa tới là chạy rất là nhanh luôn, chạy nổi sóng luôn. Chạy nổi sóng quá cả luôn. Chạy nổi sóng rất là đẹp luôn. Dạ thật là nhanh luôn, chuẩn mưa rồi nha khán giả. Quá rồi, có chiếc xà lan à, chạy có mấy mấy chú bé chạy giỡn ở trên nóc nha khán giả, rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn á. Quen rồi mấy chơi giỡn rỡn nó gặp mình lên đó mình chóng mặt rồi mình đâu có giỡn gì được. Chạy về hướng miền Tây nha các bạn. Chú bò bò chạy. Bò chạy nổi sóng luôn ha nha. Xà lan chạy ra chuyển mưa, xà lan chạy rất là đông nha khán giả. Chạy vượt qua cầu Chợ Gạo, chạy về hướng miền Tây, chạy rất là nhiều xà lan luôn. Chuyển mưa tới quá chừng rồi. Rồi chuyển mưa mà xà lan chạy vượt qua cầu Dây Chợ Gạo chạy rất là nhanh luôn nha khán giả. Một chút xíu đây chắc trời mưa tới quá. Xà lan chạy thật là lẹ luôn, chạy quá chừng chạy, có chiếc ghe nhỏ chạy tốc độ luôn nha khán giả. Chiếc ghe nhỏ chạy tốc độ luôn. Quá chừng luôn. Ghe nhỏ chạy thật là nhanh luôn, chạy tách nước luôn à, tách nước luôn nha khán giả. Chuyển mưa rồi, chắc chút xíu đây chắc phải mưa, phải chạy rồi.
chiếc xe nhỏ này chạy về hướng miền Tây khán giả, chạy thật là nhanh luôn. Ghe nhỏ này chạy thật là lẹ luôn. Đây có chiếc xà lan chạy vượt qua cầu dây Chợ Gạo, chạy về hướng miền Tây nha khán giả. Sắp mưa tới rồi. Chiếc xà lan này nhỏ nha khán giả, nhỏ gọn chạy rất là nhanh luôn. Vé tới đây mình xin kết thúc. Cảm ơn khán giả anh chị và các bạn đã xem hết video của Vườn Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.